Đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai để khảo sát đánh giá kết quả thực hiện nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp đoàn có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai và đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thực hiện nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Những việc nhân dân bàn và quyết định đều bảo đảm tính dân chủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng. Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chương trình giảm nghèo. Quá trình kiểm tra của nhân dân chủ yếu thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường thị trấn. Nhân dân đã tham gia giám sát được 944 cuộc, trong đó giám sát trực tiếp 764 cuộc, giám sát gián tiếp 180 cuộc. Riêng Ban Thanh tra Nhân dân tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gần 370 cuộc về giám sát những hạng mục công trình trong xây dựng nông thôn mới, giám sát việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong năm 2021, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng đã giám sát được trên 670 công trình, trong đó chủ yếu là các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng trên địa bàn xã và công trình có kinh phí do nhân dân đóng góp. Về kết quả nổi bật, đảm bảo phương châm dân thụ hưởng, nhân dân được thụ hưởng trên nhiều tiêu chí, từ giao thông nông thôn, điện nông thôn, chương trình giảm nghèo, cải cách hành chính, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và trợ cấp khó khăn cho người lao động, đặc biệt là hỗ trợ nhân dân và người lao động trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong thực hiện nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trong đó, Đồng Nai làm rất tốt, nhiều cách làm hay, đi đầu, đem lại lợi ích rất lớn cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Nổi bật là những kết quả trong nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, công tác tuyên truyền. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Đồng Nai cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu để thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời tiếp tục bám sát nghiên cứu, thực hiện tốt nội dung giám sát, dân thụ hưởng, qua đó đưa đường lối, chủ trương của đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ chăm lo cho lợi ích của nhân dân.